Đây là bí quyết cực hay dành cho những bạn khi không thể chịu đựng được áp lực và đau khổ trong cuộc sống. Thì các bạn đừng ngần ngại sử dụng hiệu ứng này để giúp cho chúng ta thắng lợi về mặt tinh thần. Bởi vì cuộc đời này tuy có rất nhiều đắng cay, nhưng sự lạc quan mà nó mang lại cũng có rất nhiều. Và các bạn biết được cái hiệu ứng này sẽ giúp cho các bạn không còn ỷ lại vào cuộc sống này nữa, và càng không thể dậm chân tại chỗ, cần lập tức sử dụng biện pháp để đối phó một cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề của chính mình. Và đây là mình xin giới thiệu cho các bạn về hiệu ứng nho chua. Cuộc sống tuy có khổ cực, nhưng hãy cứ lạc quan và vui vẻ. Theo mình nghĩ, tất cả trong chúng ta đã từng ít nhất một lần sử dụng cái hiệu ứng này trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn đi tìm kiếm một sự tích cực trong cái hoàn cảnh éo le nào đó để cho chúng ta tiếp tục sống và tiếp tục một hành trình của chính mình. Đây là một hiệu ứng thực sự mang nhiều năng lượng tích cực dành cho các bạn. Và hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng nho chua, một định luật của Murphy. Và nó luôn luôn tồn tại khắp mọi nơi trong cuộc sống, công việc, học tập. Ví dụ như bạn càng lo lắng cái sợ việc gì xảy ra thì chuyện đó nó sẽ càng đến nhanh hơn. Bạn càng lo lắng là sẽ càng xảy ra thêm sai sót và thất bại. Bạn càng muốn tránh cái vấn đề khó thì vấn đề đó khả năng diễn biến trở nên phức tạp và khôn lường luôn. Càng không muốn xảy ra thì định luật Murphy càng dễ xảy ra cho chúng ta. Vậy có cách nào để giúp cho các bạn thoát được cái móng vuốt của định luật Murphy này không? Câu trả lời chắc chắn là không bao giờ các bạn hãy tránh được. Nhưng qua cái hiệu ứng này, nó có thể giúp cho bạn bớt khổ hơn khi mình bị trúng cái lời nguyền của hiệu ứng này. Chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong cuộc sống như thế nào? Các bạn có bao giờ từng nghe câu chuyện con cáo và chùm nho chưa? Có một con cáo với cái bụng đói thiệt là đói, nó vừa đi qua một cái giàn nho trong một cánh đồng nọ. Nó nhìn từng chùm nho đang chín trước mặt nó, nước miếng nó cực tuôn trào luôn. Nhưng một cái giàn nho cao quá, kiển chân hoài cũng không tới nữa. Con cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, nó lùi lại vài bước bật nhảy nhưng chẳng cách nào chân tới chùm nho được hết. Sau khi nhảy quá nhiều lần, nó mệt quá trời mệt, nó có chút nản lòng. Và sau đó nó mỉm cười và tự an ủi mình rằng cái quả nho đó trông thật là hấp dẫn á, nhưng mà có thể chưa chín đâu, chắc ăn vô vừa chua và vừa chát. Mai mà chưa ăn vào miệng chứ ăn không mà chết, chứ không giỡn đâu nha. Ôi, cái loại nho này ai mà thèm ăn, thôi tôi đi đây. Khi mà con cáo nghĩ như vậy, để trong lòng nó nhẹ nhõm, rồi nó rời đi và tìm thức ăn khác. Đây chính thức được gọi là hiệu ứng nho chua. Hiệu ứng nho chua là khi con người không được thỏa mãn về nhu cầu thì sẽ sinh ra một cảm giác là thất bại. Và từ đó chúng ta sẽ bịa ra một vài lý do để tự an ủi và giải tỏa tâm trạng lo lắng, bất an và để mình không bị tổn thương. Như vậy, hiệu ứng nho chua cũng là một cơ chế để tự vệ của loài người. Và áp dụng trong thực tế thì rất phổ biến nha các bạn. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, cản trở, thất bại hay không có được những thứ mình muốn thì ta sẽ biến nó xấu đi, biến nó trở thành một quả nho chua như lời của con cáo. Ví dụ như bạn vừa phỏng vấn một công việc mà không được nhận thì bạn nghĩ là công việc này cũng không có nhiều điểm tốt đâu, lương không cao, phúc lợi không tốt, không được nghỉ phép gì hết. Cứ nghĩ như vậy, cảm giác thất bại liền tan biến và ngược lại, bạn sẽ cảm thấy an ủi được phần nào. Ví dụ như bạn tham gia một cuộc thi nào đó, mọi tiết mục tài năng đều được đi tiếp hết, có mình rớt à. Nhưng mà để giảm sự đau khổ tuyệt vọng thì bạn có thể tự an ủi mình là tuy tôi bị loại cũng có được tích lũy kinh nghiệm, mình sẽ thấy được bài học và có rất nhiều cuộc thi đang chờ mình phía trước. Sau đây mình ví dụ về cái tình hình trong các cặp yêu nhau. Nếu như các bạn bị người ta rời bỏ mình ra đi đến một người khác, hoặc các bạn bị tổn thương trong mối quan hệ của chính mình, chúng ta không thể nào sống mãi mãi trong đau buồn và tổn thương khi các bạn để cho cảm xúc mình điều khiển mình bởi những yêu thương, sự tích cực từ người đó. Và bạn muốn thoát ra được cảnh này, điều duy nhất là các bạn thay đổi quan điểm về nó. Bạn phải tự an ủi mình rằng
họ cũng thực sự đâu có tốt đâu. Họ cũng đã làm cho mình những điều rất là tệ hại. Và mình xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn, bởi vì mình là người lương thiện. Mình đẹp vậy mà, mình tốt vậy mà, tại sao mình lại bị đau khổ chứ? Không được. Và bạn tập trung vào những điều tiêu cực ở họ. Nhất định lúc này, sự thất bại và đắng cay sẽ không còn nữa, bởi vì chúng ta đã và đang sử dụng hiệu ứng nho chua để tự an ủi cho chính mình. Thật ra các bạn đừng ngần ngại khi sử dụng hiệu ứng này trong cuộc sống để chúng ta có thể thắng lợi về mặt tinh thần. Và điều này chỉ giúp cho các bạn khi các bạn muốn rời bỏ một cái việc nào đó, một con người nào đó mà các bạn cảm thấy là mình bị quá nhiều áp lực trong cuộc sống này rồi, không để cho nó đi chiều hướng tiêu cực nữa. Qua việc sử dụng hiệu ứng thì ta sẽ không còn cực đoan. Chúng ta có thể giải tỏa tâm lý áp lực và sự căng bằng về tâm lý được đưa ra. Nó thực sự mang ý nghĩa tích cực trong cuộc sống này. Cuộc sống tuy có đắng cay, nhưng sự lạc quan cũng mang lại cho bạn nhiều vị ngọt bùi. Tuy nhiên, hiệu ứng nho chua chỉ có tác dụng xoa dịu áp lực, nỗi đau tạm thời. Chúng ta không thể ỷ lại và càng không thể dậm chân tại chỗ. Cần xử lý chúng ngay lập tức bằng các biện pháp tích cực để giải quyết vấn đề. Và các bạn phải luôn đặt ra câu hỏi, làm sao cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm sao cho chúng ta được có được tình yêu đẹp, làm sao cho chúng ta thành công. Tất cả những câu hỏi, ý niệm, suy nghĩ và hình ảnh đều là tích cực. Chỉ duy nhất sử dụng hiệu ứng này khi các bạn muốn từ bỏ một mối quan hệ độc hại và muốn tự an ủi bản thân của mình, để từ đó mình bước ra phát triển bản thân và tìm tới ánh sáng cho cuộc sống của ngày mai. Mình xin cảm ơn các bạn đã nghe cái podcast này và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau.